biết điều thì ngậm cái mồm lại. Không, không có được cái sống đâu, biết chưa? Mày chỉ muốn tiền thôi mà. Bây giờ mày thả tao ra, mày sẽ có tiền. Tiền à? Bây giờ thì tao lại phải xem là tao nên lấy tiền từ mày hay từ chồng của mày thì sẽ thú vị hơn nhá. Tao nói sao? Cái Vi đã bắt cóc cái Yến à? Cô ta đòi 1 tỷ mới thả Yến ra. Cái gì? Không thể nào. Mẹ nghĩ là con Vi nó hiền lành, lại bụng mang dạ chửa, nó không dám làm thế đâu. Chắc là có sự hiểu lầm. Để mẹ gọi điện cho nó. Bố với bà xem. Ôi trời ơi, con Yến nhà mình. Báo công an đi. Không được, không được báo công an. Rồi báo chí lại làm rùng beng lên. Ôi trời ơi, nếu lần này mà xảy ra chuyện gì, cả nhà không có lỗ nẻ nào mà chui đâu. Ủa, Khoa mẹ này, giờ này còn lo sĩ diện. Mày không biết sợ là gì đúng không? Vẫn còn muốn trốn à? Hả? Cũng lì lợm đấy. Tao nói nghe này, tao học được rất nhiều cách tra tấn giống trên phim, hay lắm. Mày có muốn thử không? Cảm ơn, tao không có nhu cầu. Cứng nhờ. Chắc anh Phong yêu mày, có biết mày lì lợm thế này không? Anh ấy vốn chỉ yêu những đứa con gái ngoan ngoãn, ngây thơ cơ. Chính vì thế anh mới căm ghét cái loại người như mày đấy. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Hả? Nói cái gì? Nói con đi. Hay là để tao kìm xuống mặt mày vết gì nhá. Mày mày điên rồi. Tao điên đấy. Một đứa không có gì trong tay như tao, không gia đình, không tiền bạc, rồi có nợ nần gặp đầu như tao cũng điên mới là lạ đấy. Mày đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh như thế. Mày im đi. Mày biết cái gì mà nói. Vì mày, mày đã cướp tất cả của tao. Vì mày mà tao mất cả tình lẫn tiền. Là do mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Mày giết mày.